Hiến đội xin chào bạn, mình là Nam này. Và hiện tại thì có 8 nhiệm vụ ở trong cái mục event mới này. Event quest này mình đã hoàn thành 4 nhiệm vụ rồi. Và nhiệm vụ là cũng khá đơn giản thôi, các bạn dành thời gian một chút là cũng hoàn thành xong thôi. Như vậy chúng ta đã có khoảng ít nhất ở đây mình đã có 400 cái bánh ngọt rồi. Như vậy có thể đổi được một cái vũ khí mới rồi. Cái vũ khí này có tên là nguyên tố tinh linh gì vậy. Mình thấy nó Google dịch vậy các bạn ạ. Biết dịch nào cho thuận hơn thôi. Và nghe nói là cái vũ khí này ngang với một cây exotic mới. Như vậy là món quà năm mới cho các bạn khá là tuyệt vời, thì chúng ta sẽ không phải mất quá nhiều da đen hoặc là mất da đen để nâng cấp lên. Đang xem được quả nhìn khá là đẹp, các bạn thấy hiệu ứng này. Đầu tiên là nguyên thần thoại đây, đầu tiên nó là cái vũ khí thần thoại chúng ta sẽ rồi lúc đầu tiên chỉ đam một thôi, nó rất giống cây exotic ngày xưa mình mới mua. Có điều là chúng ta không phải nâng cấp bằng da đen nữa. Các bạn thấy không? Cái hiệu ứng khá là đẹp. Như vậy mà chúng ta có thể mang theo 10 vũ khí như thế này tốt các bạn ạ. Nhìn khá là đẹp này. Nếu mà 10 vũ khí đều có hiệu ứng như thế này thì khá là vip đấy. Hiệu ứng này thì mình thấy đẹp hơn cây Thunder rất chi là nhiều. Có thể ngày trước cái vũ khí họ chưa để ý nhiều cái hiệu ứng đó. Cái bản chất của cái vũ khí này nó có hiệu ứng. Nó là những tinh linh mà. Rồi, các bạn thấy khá là đẹp. Hiện tại thì mới level 1 thôi và đang là 110. Như vậy từ map 11 nên chúng ta sẽ được nâng cấp miễn phí. Và hiện tại map 30 rồi, chắc là mình nâng cấp được 19 lần. 19 lần miễn phí. Các bạn có thể mở rộng và nâng cấp miễn phí này sau cũng được, nhưng mình cũng muốn nâng cấp luôn cho xem nào. Ra nó theo nâng cấp theo tỷ lệ phần trăm thôi. Các bạn nâng cấp trước hay sau thì đến một level nào đó nhất định chúng ta đang vẫn bằng nhau rồi. Chứ không phải trước đây là chúng ta nâng cấp sau thì đam to hơn đâu, nó theo phần trăm hết mà. Mình sẽ nâng cấp hết lên xem nào, sau đó lát nữa thì mình sẽ nâng cấp sẽ mở đá để nâng cấp bằng XP. Như vậy thì cây này nó tương đương một cây Thunder thứ hai, thì cái ngày mai thì thị trường XP lại chúng ta lại sôi động lần. Tuần vừa rồi thì lượng XP ít người muốn mua lắm các bạn. Nhưng ngày mai rất nhiều bạn đã có những cây này rồi, họ sẽ mua EXP để nâng cấp cây này cho thật nhiều đây. Cho đam được bao nhiêu? Đam nó mà mắc mà nó giống cây Thunder ấy thì đây là thật món quà rất chi là tuyệt vời để cho các bạn nào. Bạn nào chưa mua được Thunder thì các bạn cố hoàn thành cái này đi. Và chúng ta có những nhiệm vụ khá đơn giản rồi, chúng ta sẽ làm đây. Và đây là nên được vĩnh cửu. Sau khi đến vĩnh cửu chúng ta mất một cái phụ kiện như thế này. Rồi. Đến cấp 31 chúng ta mới nâng cấp được lên, để lên level 31 thì khá là nhanh thôi. Nên vĩnh cửu khá là đẹp các bạn ạ. À, mình sẽ cố lên vĩnh cửu trong ngày nay xem nào. Nhìn nó có chất hơn nhiều không? Như vậy là chúng ta mất 100 cái bánh kem và 800 cái pháo bông, thì pháo hoa thì chúng ta có thể nâng cấp được một cái vĩnh cửu. Những cái này spot chúng ta phải nên xin đi 1+, xin đi 2+ à. Xin đi 3+, à xin đi 1 xin đi 1+ và xin đi 2+. Rồi, nó giống hệt cái số tích thôi. Hy vọng là đam nó ngang cái số tích. Thay vì chúng ta có map mới, bây giờ chúng ta lại có một cái số tích thứ hai. Ở đây mình sẽ mở trứng và nâng cấp bằng kinh nghiệm xem nào nha các bạn nhé. Và xong rồi cặm cụi nâng cấp bằng EXP thì hiện tại cái tinh linh này của mình đã leo vào 294 rồi, đang 33,9p thôi. Mở rộng được thì bây giờ mình sẽ tiến hóa vậy các bạn nhé. Sau một thời kỳ chạy vậy và xin xỏ thì hiện tại mình đã đủ số pháo bông để có thể nâng cấp để mua một cái phụ kiện, sau đó để tiến hóa lên cái vĩnh cửu. Đam gấp đôi luôn các bạn, gấp hơn 2 lần này. Nhìn màu sắc khá là đẹp. Rồi, tiến hóa thôi. Mình đã mất khoảng 100 cái bánh kem và 800 cái pháo bông. Rất may là mình quan hệ hẹp nên có khả năng là xin xỏ mượn một chút cái pháo bông đấy, nên mình sẽ nâng cấp lên luôn.
À, mình sẽ thiếu khoảng 300 cái bánh kem và 2.400 nữa để lên cái vũ khí exotic. Cái này này, quả nhìn xịn thế nhỉ. Màu sắc rực rỡ hẳn này, các bạn ơi. Khói bốc mạnh hẳn hay sao ạ? Wow, rất là xịn xò à. Bạn nào chưa có thì các bạn hãy cố gắng hoàn thành cái này đi. Chúng ta sẽ có cái vũ khí xịn xò như này. Và nó tương đương cây Thunder mà hiệu ứng còn xịn hơn Thunder nữa. Rồi, chúng ta có thể chạy vài vòng cho nó làm quen vậy. Như vậy nên thì bây giờ mình sẽ tập trung EXP để nâng cấp này. Hy vọng này đam nó cũng ngang với cây Exotic là 18E. Tại Exotic Max Never là 18E6 thì vậy. À, mình sẽ thử tiến hóa tiếp xem nào. Đam cũng gấp đôi luôn các bạn ạ. Từ vĩnh cửu lên Exotic nhá, đam 162p này. Và chúng ta mất 3 phụ kiện nữa. Như vậy chúng ta còn khoảng 2.800 viên pháo bông nữa. À, mình sẽ cố gắng phấn đấu khoảng 2-3 ngày chúng ta sẽ có lên được Exotic. Hiện tại thì mình bảo 400 lần mới được hai cái phụ kiện thần thoại này các bạn ạ. Mua Game Pass này mình vẫn thấy đi sai lầm. Các bạn nào mà chưa mua đừng mua, quá bé rồi. Rồi, có lẽ là kiếm được 2.000 cái thanh bảy sắt một cầu vồng này thì nó cũng không khó lắm, nhưng mà kiếm được hai cái vũ khí thần thoại mà giống nhau để chúng ta nâng cấp lên Exotic thì lại nghe còn khó vẻ, nghe khó hơn các bạn ạ. Và video của mình hôm nay đến đây kết thúc rồi, cảm ơn bạn đã xem video mình nha. Các bạn hãy giúp mình một like, một share và nhớ subscribe nha. Bye bye.